Thân chào các bạn đã trở lại với Sea Cooking and Sharing. Hôm nay mình sẽ đi ăn buffet lẩu mang hoa. Mà nhắc đến mang hoa chắc đã không còn xa lạ gì với người Hà Nội cũng như người Sài Gòn. Nếu Haidilao là thương hiệu lẩu của Trung Quốc thì mang hoa là một đại diện vô cùng uy tín đến từ Đài Loan. Tuy nhiên, lâu lâu mình vẫn thấy có vài bạn còn lúng túng khi tự mình đi pha nước chấm. Nên clip này ngoài chia sẻ các món ăn mình hay order ra, mình còn chia sẻ cách mà mình pha nước chấm cho bạn nào lần đầu đến mang hoa mà chưa biết pha thế nào thì hãy thử làm theo mình coi ăn có khác biệt không nha. Bây giờ thì mình sẽ chọn nước lẩu trước. Việc chọn và gọi món đều thông qua cái iPad này. Cái tab ngoài cùng là danh mục lẩu, khai vị, thịt, hải sản các kiểu để mình chọn cho nó nhanh. Sau khi chọn xong thì mình dò lại món và số lượng gọi. Số bàn của mình là bàn B4. Giá tiền là giá vé buffet cho 4 người đã được tính sẵn. Còn đây là đồ dùng để gắp thịt sống. 4 ngăn nước lẩu hôm nay mình chọn là lẩu cà chua, lẩu collagen, lẩu mala. Lẩu này rất là cay, nhưng đây là nước lẩu mà ở Đài Loan người ta rất là chuộng. Cuối cùng là lẩu nấm. Cá nhân mình thấy lẩu cà chua là ngon nhất. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách pha nước chấm. Đầu tiên là 3 muỗng sốt XO, 2 muỗng tỏi băm sống. Nhưng xui cái là tỏi băm nó hết rồi, mấy bạn chưa refill kịp thì mình cứ nhớ lý thuyết là 2 muỗng tỏi băm giùm mình. Kế đến là 2 muỗng thịt bằm. Ba muỗng xì dầu. Một muỗng mè. Một muỗng ngò rí. Và trên cùng là một muỗng tỏi phi. Và cuối cùng chúng ta có một chén nước chấm sốt XO hoàn hảo để ăn với bất kỳ loại lẩu nào. Mình chỉ việc trộn nó lên trước khi dùng là ăn thôi. Phần tiếp theo là những món mình hay gọi ở mang hoa. Đầu tiên là gầu hoa bò Úc và gầu hoa trứng. Với cái gầu hoa trứng thì mình phải trộn cho nó thấm trứng như vậy rồi mình mới nhúng vô lẩu nha. Gầu bò Úc thì nó có cái lớp mỡ li ti xen giữa phần thịt mềm. Khi ăn hoàn toàn không có cảm giác béo ngậy mà còn ngọt thịt và nịnh miệng. Còn đây là ba chỉ bò Mỹ với lớp mỡ dày hơn và có hai đường chỉ. Ba chỉ bò Mỹ có chất thịt dày, ăn đậm vị bò và dai hơn gầu bò Úc một chút, tuy nhiên vẫn rất là mềm. Bạn nào muốn cảm nhận cái thứ thịt to và nhai đã hơn thì mình có thể kêu gầu bò Mỹ nha. Thịt nó sẽ ít mỡ hơn và nó đi theo đường viền. Khi chín tới thì nó sẽ như thế này. Tới mang hoa mà không gọi đậu hũ cá phô mai thì coi như là chưa tới. Mình vẫn tìm kiếm nhiều chỗ mua ngoài nhưng đậu hũ cá vẫn không có vị ngon như ở đây. Bạn nào mà biết chỗ nào mua mà ngon thì comment chỉ cho mình nha. Ngoài đậu hũ cá phô mai, mình cũng hay gọi chả cá, xúc xích phô mai. Còn các viên thả lẩu như là bánh xếp, sủi cảo, hóa cảo gì đó thì mình không có gọi. Vì lần đầu tiên mình ăn mình thấy nó không có ngon và nó có rất là nhiều bột, sẽ dễ gây no. Còn về hải sản thì trừ các loại cá như là cá hồi, cá ngừ, cá lăng, tôm thì nó hên xui lắm. Mà thường là xui nha, các bạn nên cân nhắc, mình thấy ở đây không có tươi và ăn cũng không có ngon. Nếu mà về hải sản thì mình sẽ gọi rau mực và mực nang nút. Mực ở đây ngon, tươi, màu đẹp, khi chín thì rất là ngọt thịt, dây giòn sần sật và không hề bị bở hay là tanh. Chấm với nước sốt XO thì càng ghiền hơn nữa. Cái mực nang nút này cũng rất là ngon nè. Bí kíp chân cuối cho ai muốn gỡ vốn là mỗi người chỉ cần kêu chừng một dĩa này là gỡ vốn được rồi nha. Đây là nấm đông trùng hạ thảo sấy khô. Ở ngoài mình thấy bán rẻ lắm cũng là 70 ngàn trên 100 gram. Còn mắc hơn thì giá nào cũng có hết. Do lâu rồi mình không có ghé nên không có biết là có thêm cái món há cảo mực nữa và có sốt dim sum này. Coi thì bình thường chứ ăn thì cũng ra gì và này nọ lắm. Vị mực thì ít hơn, có một ít vị tôm nó pha vào nhưng vẫn rất là thơm và lạ miệng. Các bạn cũng nên thử cái món này. Tráng miệng ở đây thì có kem,
có bánh flan, trái cây, các loại bánh ngọt nữa. Nhưng thôi, tạm dừng ở đây để các bạn tự trải nghiệm cái phần còn lại. Và nhớ cái công thức nước chấm của mình nha. Thân ái chào các bạn.